nhìn anh thiệt sự thằng biết một nồi mấy anh bự. Mẹ kia làm cái sự ngành của mình đi lúc đó anh có cuộc thị nặng muốn đấy là nhìn anh nhìn thấy sướng. Cố lên con, nhiều lắm con ạ. Như là cháu Huy là nghỉ lễ được mấy ngày này. Ngày mai mình trở lại hả? Đến mẹ đi về đúng mẹ thê lúc nó về đi. Về đây về người chắc là ba chữ lên đây nằm mẹ về quê. Nè. Ba chữ lên đây nằm xong rồi. Giờ làm một lần xong mình cũng đứng được hết rồi. Dạ, nó cũng đỡ. Mong cho nó hết, nó không có bị sẹo thôi. Cái mụn này mà nó qua cái giai đoạn bị viêm là nó dễ bị sẹo lắm. Bị sẹo thì nó để lại vĩnh viễn trên da của mình á. Sự gì đó. Nhưng thấy mụn thì lấy thì mình phải nằm thôi chứ cũng. Nhưng mà sự sẹo. Mình để biết thì mình đôi chân cũng không có viêm nhiều hả Thùy hả? Dạ, nó cũng có bị viêm ấy vậy. Ừ, nhưng mà có nhiều lắm không? Hay là... Không nhiều lắm. Có như đứa mà bị mụn mà cái mặt biến dáng này đó đó là nó chuyển qua biến chứng rồi đó mụn. Chứ đừng suy nghĩ mụn này là đơn giản đâu, không có đâu. Sẽ biến chứng là nó ghê lắm, nó ảnh hưởng đến tâm lý á chị, tự ti á, xong rồi mất tự tin, nhiều cái hệ lụy lắm. Cái này nhiều khi mình đi lâu là mình thành thành đến thành cảm giác đúng không? Thế là mình... Không có, không phải đâu chị. Để lâu rồi nó bị viêm, nó bị sẹo. Tại ngang này không, không phải đâu. Tại ngang là gió phơi nắng dữ quá.
mình chắc uống có đủ tiền đấy, nó còn nhỏ luôn. Uống được bao nhiêu hả? Cao. Nhiều đây con, nhiều đây, cố gắng đi con. Đúng rồi, uống rồi thì nó lên mụn á. Uống tùm lum uống lên thử. Vài tiếng nổi lên mụn đau đó. Đang xíu nữa để cô kiểm tra rồi cô cho nghỉ. Đang xíu nữa một phút nữa. Cô làm con thì cô xin cái làm đậu lộn với cái mặt kìa, mới một bên thôi mà ha, hết nửa buổi sáng rồi đó. Sáng nay là báo của Thủy Tròn gọi đó. Thì cô khi cô làm đậu và đậu với cái mặt cô cố gắng lại. Cô lên nhà dày trong đây nè chị ạ. À. Mình nhìn mà mắt thường mình không có thấy đâu. Để như mùa này lấy một lần đã luôn ha. Trời nó đã đâu rồi. Tiêu cái mặt nó nè. Ý là đâu đã đó. Rồi rồi cho ngay.